Chào toàn thể các bác nhá. Đến hẹn lại nên thì hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2024. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, thì vẫn như thường lệ nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Nhưng cái mẫu này thì bên em đã dọn nổ rất là ok rồi. Nói chung là các bác về sẵn xài luôn thôi. Đấy. Thì bác nào lấy thì bên em sẽ lắp cho đầy đủ đồ, tay nái, đầu bò, chấn cỏ, dây ga, có ga, nói chung là đầy đủ hết cho bác về chỉ sẵn xài luôn. Tí nữa thì em sẽ đi test đổ từng con một để các bác nghe tiếng máy, để bác dễ dàng lựa chọn cho mình những con máy nó ưng ý nhá. Đấy. Giá thì bên em đưa ra cho bác nói chung là nó rất rẻ, nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Vì lý do là những cái máy này là thuộc cái lô cũ. Lô cũ thì bên em là bán là xả hàng để dọn kho, chủ yếu là chắc đổ khoảng ngày mai là sẽ có cái lô hàng mới nó về, nên là các bác tranh thủ mua luôn nhá. Thế chỉ có những cái lô cũ thì bên em mới có giá xả thôi. Giá xả là nước chạm giá đáy, thậm chí còn bán lỗ nhá. Đấy thì bán lỗ là có thật đấy, chứ không phải là ấy đâu. Đấy thì mai, khoảng khẳng định mai là mai thì bên em sẽ về cái lô mới nhá. Đấy nên là bác tranh thủ mua luôn cái lô này. Toàn những cái máy tuyển chọn rất là ngon. Đấy, nhưng mà vì nó thuộc cái lô cũ nên là bán xả lốt cho nó hết bác nhá. Đấy. Đây thì bác có thể quan sát máy thì đây là những cái máy đã dọn nổ ok rồi. Đây nữa đây. Đấy, đây nữa đây. Đấy. Kia nữa. Đấy. Nói chung là trông vậy thôi nhưng cũng còn trông thế này thôi, nhưng mà trông chỗ này cũng phải gần 100 cây nữa, không ít đâu. Đấy. Đấy thì mai dự kiến sẽ về khoảng tầm 500 cây bác nhá. Đấy. Rồi ok, ngoài ra sẽ lên cho bác ít cái đầu máy nữa này. Đầu máy này. Đấy. Rồi. Cái phần đầu chương trình thì bao giờ thế. Thì bên em bao giờ cũng dành mỗi thời gian là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó đất chè các bác nhá. Thì bác thể search trên mạng, địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi. Chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn nhá. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn nhá. Đấy. Nói chung là không một nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè các bác nhá. Đấy. Đây, đây bác tự quan sát đây là bao chè này. Đấy. Đấy chè chú em thì nó là giống chè tuyết thơm bác nhá. Búp mo câu rất là ngon luôn. Đây bác có thể quan sát. Chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm, nhà đặc trưng của chè mới các bác nhá. Đấy. Đấy là chè mới, chè hay là chè bắc đấy. Đấy thì chè bên em uống sẽ là nước xanh, vị thơm. Lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt và lưu hương nhá. Đấy. Đấy, nói chung là chè bên em thì có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký. Và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Đấy có ba loại chính như thế thì bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Chỉ từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 3 ký bên em bao ship luôn nhá. Trên 3 ký là áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 2 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi nhá. Nên là các bác không phải lo về chuyện phí ship. Đấy. Bác nào mua máy, mua chè bác liên hệ theo số thứ nhất. Bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai là số chuyên về chè các bác nhá. Đấy. Đấy thì bên em chỉ có hai cái đầu số này để chốt đơn cho bác thôi nhá. Mọi số khác thì đều không phải. Đấy. Thế bác lưu ý là các bác có thể là mua uống thử nhá, đảm bảo các bác sẽ rất là hài lòng đấy. Bởi vì là bên em bây giờ là bán chè nó thành chuyên nghiệp rồi bác nhá. Đấy, chuyên nghiệp. Đấy. Rồi ok. Thế thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật rất là nhiều nhá. Đây, ở kia đó. Thì bên em còn bán cả hàng mới nữa nhá. Hàng mới của bên em thì nó rất là phong phú và đa dạng nhiều loại máy khác nhau. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em đã bán từ cách đây rất là lâu rồi. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Thực tế là các bác đã dùng và các bác có phản hồi rất là ok, rất là ngon. Đấy. Đấy chính vì thế là bên em đã duy trì và phát huy nhá. Đấy. Thì em đi vào chi tiết luôn. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em bán cho bác là đủ bộ luôn nhá. Cả máy cả cần, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đấy, đồng thời là bao ship cho bác luôn, riêng máy mới là bao ship luôn. Đấy. Thì em đi vào chi tiết luôn. Đây thì còn duy nhất một cái mẫu này là còn duy nhất có một suất thôi thì bán thành lý nốt cho bác. Mẫu này là nó dùng cực kỳ ngon đây này. Mẫu này ngày xưa em bên em bán nhưng mà nó còn sót có đúng một cái thôi. Đấy, một cái dọn kho còn đúng một cái. Trước bán hình như là 4 triệu
như 1.4 triệu thì phải. Này còn mỗi cái này tính cho bác 1.2 triệu nhé, 1.2 triệu. Đấy, bác nào lấy thì cũng bao ship cho bác luôn. Cái này duy nhất còn một suất thôi, không có nhiều. Đây, Hirota 260. Thằng này dùng ok, rất ngon nhá. Đấy. Hàng mới 100% nhá, hàng thùng đây. Đấy. Phụ kiện đầy đủ đi kìa. Đấy, 26cc 34 ly nhá. Đấy. Thế cái này còn duy nhất một suất thôi. Đấy, bán nốt. Thì mẫu thứ hai này. Mẫu thứ hai thì là mẫu máy 4 thì rất là quen thuộc bác rồi. Đây là mẫu máy 4 thì hàng CX350. Hàng này thì dùng cực kỳ ok, cực kỳ ngon. Cái thằng 4 thì này thì nó có đặc điểm là vượt trội, đó là thứ nhất là các bác dùng xăng không, không phải pha nhớt gì cả, đỡ nàng ngoằng. Đấy. Nếu bác nào mà kiểu không biết pha nhớt hoặc là sợ pha nhớt sai tỷ lệ rồi hỏng máy cháy máy thì bác tôi dùng em máy 4 thì rất là tiện nhá. Cái thứ hai là thằng 4 thì này rất là khỏe. Nó công suất nó lên tới nòng bít tông của nó lên tới 39 ly, rất là to, khỏe. Phát cước, phát dao đều ok. Đấy. Cái thứ ba, cái thằng 4 thì này là nó lại có đặc điểm là nó rất nhạy lổ, kể cả các bác để lâu nhé, tức là bác nào lâu lâu ví dụ thì bác dùng máy 4 thì rất phù hợp, bởi vì lý do là cái chế của nó là không phải pha nhớt, do nó không phải pha nhớt nên là cái bình xăng con hay là chế hòa khí này này nó rất là sạch, để sạch để lâu lên đấy thì nó cũng không bị bám nhớt đấy, nên nó rất là sạch. Chính vì nó sạch nó rất là nhạy lổ, nó không bị tắc thì nó rất nhạy lổ. Đấy là ưu điểm của thằng 4 thì. Đấy, phát thì nó khỏe. Đấy. Thì thằng 4 thì này thì giá của nó là 1.6 triệu bao ship, 1.6 bao ship bác nhá. 1.6 bao ship. Rồi. Phụ kiện đầy đủ đi kèm nhá. Đấy. Và tiếp tục này. Mẫu thứ ba này. Mẫu thứ ba thì là cái mẫu này. Đây, cái mẫu này là cái mẫu mới về đây này. Mẫu này là cái mẫu thùng màu xanh này, mẫu hook mẫu hook Ama. Hook Ama 430. Đây, mẫu này. Hook Ama 430. Đấy, thằng này thì công suất của nó lên tới là 43cc, bi tông 40 ly nhá. Đấy. Đây, phụ kiện đầy đủ đi kèm đây, ga thì cũng là ga bóp cho bác. Đấy, những cái dòng đấy thì là cái dòng dùng gia đình rất ok rồi. Đương nhiên rồi. Hook Ama. Hook. Hay đọc là Huquama cũng được. Huquama. Đấy, 430, CS 430, đây là mã của nó. Hàng này thì xài ok nhá, xài rất là ngon, ổn định. Đấy, đây là hình thức máy. Đấy. Thì cái thằng này thì giá của nó là thằng này là giá của nó là 1.650.000 nhá, 1.650 bao ship. 1.650 bao ship. Mẫu này. Dầu cực kỳ ngon, ổn định. Thực tế là bên em đã test ok hết rồi. Đây này, bác nhìn. Đấy, đảm bảo cho bác rất ngon nhá. 1.650 bao ship. Đấy. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo. Đấy, tiếp theo thì em có cái mẫu này. Mẫu này nó cũng là cái thùng màu xanh như này, nó cũng là của cái hãng là Huquama, thùng màu xanh. Mẫu này thì nó thiết kế theo mẫu máy của thằng 541. Đây. Đây, nó chính là cái mẫu Huquama CS541. Đấy, cũng là thuộc dòng CS luôn. Đấy. Dòng này thì công suất của nó cũng lên tới là trên 40cc. Bít tông của nó là 40 ly. Thằng này 40 ly luôn nhá. Nhưng mà nó thiết kế theo kiểu giống máy Thụy Điển bác nhá. Giống máy Thụy Điển. Đấy. Thì mẫu này thì đây nó sử dụng bộ chế Zimba. Đấy, bộ chế này là một cái hãng chế rất là nổi tiếng, các bác biết rồi. Chế Zimba thì quá nổi tiếng, các bác biết rồi nhá. Đấy, những cái dòng này thì những cái nó làm rất là chắc chắn nhá. Cái nhôm tay cầm của nó cũng khá là dày luôn. Đây các bác nhìn này. Nó cũng dày 1-2 ly luôn. Đấy. Đấy. Ly rưỡi, cái này các bác phải ly rưỡi. Ly rưỡi 2 ly nó cũng khá là dày. Đấy. Dùng ngon nhá. Nói chung là hàng này dùng ok, dùng ngon. Đấy. Thì cái thằng này thì giá của nó là 1.950. Các bác nhá. À đúng rồi. 1.950. Bao ship. 1.950 bao ship. 1.950.000 bao ship nhá. Mẫu này. Rồi ok. Thế còn cái mẫu VIP nhất bên em mà đắt tiền nhất bên em nó là cái mẫu này. Cái mẫu này nó là cái mẫu gọi là như kiểu mẫu truyền thống bên em. Chuyên dành cho những bác nào gọi là phát nhiều, phát liên tục hoặc là các bác vườn rộng, các bác đi phát thuê thì bác dùng em mẫu này. Mẫu này thì đảm bảo bác là mẫu Toshizo 541. Thì cái hàng này thì nó thuộc phân khúc hàng máy cao cấp. Đấy, mọi thứ nó làm đều cực kỳ dày. Các anh nhìn xem, tản nhiệt rất dày luôn. Vỏ thì cực kỳ cứng luôn. Nọc gió thì là hai lớp.
như là những cái côn thì côn số này, mâm nửa thì của hãng Aibu, hãng điện rất nổi tiếng luôn, quá nổi tiếng. Rồi là những cái nhôm tay cầm và nhôm ống cần nó đều là rất là dày nhá, lại dày hạt đi luôn. Đây mẫu này thì đây con này dày 2 ly, dày 2 ly luôn. Đây cái con máy này khá là nặng nhá, chứ không phải nhẹ đâu, mà cái con này máy này công suất của nó cũng là trên 40 cc, bê tông 40 ly. Thì cái mẫu này thì bác dùng thì bác có phản hồi là nó ăn rất là ít xăng, tức là cùng với công suất là 40 ly, mà cái thằng này ăn rất ít xăng nhá. Đấy, đây là một cái ưu điểm của nó, mà nó máy này chạy hầu như là đáp ứng cho bác mọi yêu cầu, các bác cao nhất thì bác nó đều đáp ứng ok. Đấy, còn tiết kiệm xăng nữa. Thì cái thằng này giá của nó là 2.250.000, 2.250 bao ship các bác nhá, 2.250 bao ship. Thằng này thì đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng nhá. Ok, đấy thì có mấy mẫu như thế nhá. Thế còn bác nào mà mua cưa thì liên hệ bên em này. Thì bên em về cái mẫu cưa này nó là cái hàng hàng chen sâu này, chen sâu CS là 250, 2.500. Đây mẫu này cưa tay cụt dùng gia đình này. Mẫu này thì nó thuộc phân khúc hàng cưa chất lượng cao, tức là nó nhiều loại lắm, trên thị trường nó rất nhiều loại, nhưng mà cái loại này là bên em nhập về là cái loại chất lượng cao, giá thì nó tất nhiên là chất lượng cao thì giá nó phải cao hơn các loại cưa khác cùng loại. Đấy, đây là cưa tay cụt nhé, nó là hàng chen sâu CS 2.500, dùng gia đình là cực kỳ ok rồi. Đấy bác nhìn nào. Đấy, nó nhiều loại lắm nhưng mà cái hàng này là dùng rất là ngon, và giá của nó cũng cao chứ không phải rẻ đâu các bác. Hàng chân sâu. Hàng này thì em để cho bác mức giá là giá giao lưu của bác với mức giá là 1450. 1450 bao ship các bác nhá. Hàng này thì hàng đảm bảo cho bác thì xài cực kỳ ngon. Đấy thì bên em là nó nói chung là cũng nhiều loại lắm. Họ chào giá thì nhiều loại lắm, nhưng mà bên em phải lấy những cái mẫu gọi chất lượng cao để bán cho bác nhé, bởi vì nó còn thứ nhất là về cái thương hiệu. Đấy, mình không thể nào mình ham rẻ, mình lấy những cái mẫu cưa nó quá rẻ thì dùng không đảm bảo nhé. Đấy, cái mẫu này thì dùng rất là ngon, đảm bảo cho bác nhé. Thì để cho bác mức giá rất là tốt, giá giao lưu thôi 1450 nhá. Ok, thì bác nào mà mua cái đầu bò thì liên hệ bên em luôn. Đây thì bên em bán cả những cái mẫu đầu bò mới, hàng chất lượng cao cho bác về thay thế đây, của những hãng rất tên tuổi, ví dụ như là Echo, Simke. Thì bác có để ý đầu bò cũ ngày xưa thì nó rất là mỏng. Đây là những cái đầu bò mới, nó cũng là mới nhưng nó là cái loại bò ngày xưa, nó rất là mỏng, mỏng cực kỳ luôn mà hay bị gãy. Thì đây là cái đầu bò mới, nó rất dày. Đây, nó dày gấp đôi so với cái loại đầu bò kia luôn. Đấy. Với thứ hai là nó có cải tiến về cái chống quấn cỏ, cái chén úp ngược này chống quấn cỏ này, cái chén này bảo vệ con ốc đầu bò. Đấy, thì các bác ra ngoài tiệm thay thì giá của nó dao động khoảng 200.000. Đấy, 200.000. Đấy. Thế mà nếu mà các bác mua về tự thay thì em để cho bác mức giá là 125.000. Đấy, chưa phí ship, lưu ý nhé, chưa phí ship nhé. Đấy, nhóm lúc này. Đấy, cái này là 125.000 chưa phí ship. Thế còn bác nào muốn nuôi lưỡi tròn thì liên hệ bên em luôn. Thì bên em bán cả những cái lưỡi tròn. Đâu nhỉ? Nấu lưỡi tròn là hàng Tasso đâu. Đây là lưỡi tròn Nhật thì giá 85.000 này, Nhật mới này. Thế còn một cái loại lưỡi tròn Tasso nó không biết là vứt đâu rồi, có để mai tìm. Ok bác nhá. Đấy, thì xong cái phần máy mới nhá, thì em di chuyển ngay đến phần máy bãi đi. Máy bãi thì cái máy bãi này thì xuất xứ của nó thì nó đều là hàng Nhật, hàng Nhật xịn nhá, Nhật xịn, nhưng mà nó là hàng đã qua sử dụng. Đấy, nhưng mà do bên Nhật là máy của chất lượng của máy Nhật thì nó còn rất là tốt. Đấy, chính vì thế là kể cả máy dùng rồi của họ nhưng mà nó còn rất là ngon các bác nhá. Những cái máy này thì bên em đã dọn nổ rất là ok rồi. Để bác nào lấy thì bên em sẽ lắp cho đầy đủ, như nhất là tay lái, đầu bò chắn cỏ, dây ga cỏ ga, nói chung là cái gì thiếu thì bên em bổ sung cho đầy đủ. Đấy, giá thì nói ngay từ đầu với bác là giá của nó thì rất là rẻ, nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi, bởi vì lý do là nó là những cái con máy cuối của cái lô cũ. Đấy, thì nói chung là bán xả nốt cho nó hết để cho nó về cái lô mới, để cho đỡ chặt. Đấy, đỡ chặt trội. Đấy, các bác lưu ý là thế nhá. Đấy, thì con máy của nó thì toàn là những con còn rất là ngon nhá, rất ok đấy, chứ không phải là loại vớ vẩn đâu, các bác lưu ý nhá, đều là cái dạng nguyên bản, chưa bung, chưa sửa chữa gì hết. Đấy, rồi ok, thì em đi vào chi tiết luôn nhá. Thì lô hôm nay sẽ là lô
À mà nó quên quên mới nói với bác một điều nữa, đó là vì nó giá của nó là bằng với giá thợ nó rất là rẻ rồi. Chính vì nó đã quá rẻ rồi nên là lưu ý bác là bên em là chưa bao gồm phí ship nhá. Phí ship của mỗi cây máy này thì nó rơi cửa tầm 50 nghìn một cây. Nó cũng rất rẻ thôi, nó chỉ có 50 nghìn một cây máy thôi. Đấy là phí ship. Thế còn bác nào mà lấy thêm bộ phụ kiện nữa thì bác thêm vào 50 nghìn nữa, tức là nó cũng chưa có phụ kiện. Thì máy từ bên Nhật về thì nó không có phụ kiện đâu. Đấy, nó không có phụ kiện mấy cái thứ đấy, mấy cái thứ đấy thì bên em phải mất tiền mua. Đấy, thì bên em cũng tính cho bác cái giá gốc thôi. Tức là gồm mấy cái món ví dụ như là dao này, dây đeo này, tim ở buji này, một cái lục giác vạn ốc này, với cả một cái bát cước. Đấy. Thì nó cũng trị giá là 50 nghìn. Đấy, thực ra là nó cũng hơn 50 nghìn đấy, nhưng mà bên em vẫn lấy cho bác là 50 nghìn. Lý do là để cho bác đỡ phải đi mua nhiều nơi. Đấy, ý là thế. Để tạo điều kiện hết sức cho bác. Đấy là như thế. Thì bác cứ nói tóm lại là các bác sẽ thêm khoảng 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện. Đấy, cộng với cả giá em báo là ok. Đấy, nó phát sinh khoảng 100.000. Đấy, đơn giản như thế thôi. Rồi ok nhá. Thế mà đi vào chi tiết luôn này. Thì lô hôm nay sẽ là lô hôm trước là lô O. O. OP. OPQ. Thì hôm nay lô P nhá. P đầu tiên là cái con P1 là cho một con cho bác về bán xác này. Con Echo nhá. Echo này Echo xanh này. Echo xanh. Cái con này thì nhìn là thấy nó có đủ đồ này. Echo xanh 220 này. Đủ đồ này. Cái này bán xác rồi nhá. Đủ đồ này. Đấy, tay lái này vẫn còn bộ tay lái đây này. Như ga bóp ga biếc đây này. Đấy. 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 Thế còn còn cái đầu bò đây này, đầu bò đây này, đầu bò còn đây này. Đấy còn ăn luôn êm luôn này. Nguyên đầu bò này cũng được khoảng hơn 200 nghìn rồi. Đấy. Không ít rồi. Đấy. Đây. Đây. Đấy. Thấy không? Nói chung là con này là đủ đồ nhưng mà nó bị thế thợ bên em báo là nó bị cứng hay là cái gì đấy. Nói chung là bị nước vào hay cái gì đấy. Nói tóm lại là bạt xác cho bác nhá. Đấy thì thợ bên em báo thế. Đấy, cũng chưa không chưa kiểm tra kiểm trước gì đâu. Đấy. Thì báo là cứng rồi là nói chung bạt xác thôi nhá. Chứ không không là gì cả. Nguyên cái bộ cần nguyên đầu bò 200 nghìn thôi. Thì con này tính cho bác là con P1 nhá. P1 thì em tính cho bác con này là tính cho 350.000. Đấy. Thì nguyên đầu bò được 200.000 rồi, hơn 200 rồi. Đấy thì còn đâu bác dư ra cùng máy nhá. Để như video. Ok. Tiếp tục nhá. Con P2 thì là cái con máy cái bác nào lấy thì bên em sẽ lắp cho đầy đủ nhá. Thứ nhất là tay lái, đầu bò chắn cỏ, dây ga cỏ ga nói chung lắp đầy đủ hết, các bác về sẵn xài luôn thôi. Đấy. Đấy thì con P2 là cái con Tanaka, con này 20cc, nòng 30 ni. Đấy, con này thì nhìn còn khá là đẹp nhá. Vỏ viếc ok này, không bể vỡ gì này. AK giật đằng trước này. Cái con này xài bộ chế One Pro tay đỏ nhá, tự động này. Bộ chế này tiết kiệm xăng nhá. Đấy. Đấy. Rất nhiệt luôn. Đấy, ngon nhá. Ok. Đấy, lại này. Đấy, rất là ngon. Được. Cái con này là con P2 nhá. P2 thì em tính cho bác con này 500k. B2 500k. Thì bác sẽ thêm cho em 50.000 tiền phí ship nhá. Và 50.000 tiền phụ kiện. Thì tổng về đến nhà là 600k thôi, là quá rẻ nhá, lưu ý. Phụ kiện thì nó bao gồm mấy món là dao dây đeo tim ở buji này, một cái lục giác vạn ốc này, với một cái bát cước. Đấy, là ok. Thì cũng như 5 món như các nơi thôi. Đấy, nhá. P2 500k, công suất 20cc, nòng 30 ni. Hiệu Tanaka. Rồi. Tiếp tục con B3 này. B3 thì là cái con máy này là một cái con Jobin. Đây, nhiều bác điện hỏi con Jobin đây. Thế mà hôm nay có một con Jobin. Jobin là NB21. Đấy, made in Japan. Con này cái hay của nó ở chỗ là nó xài tum nhôm con này. Không bao giờ lo bị cháy tum luôn. Đấy. Cái dòng Jobin này là nó có ưu điểm là trọng lượng của nó rất là nhẹ. Dòng này gọi là dòng Jobin cọc. Jobin cọc nhưng mà xài tum nhôm. Thế mà VIP. Đấy. Trọng lượng của nó rất là nhẹ. Đấy, mà ăn thì ít xăng. Đấy, mà máy thì máy đời mới, xài bộ chế ne đỏ tiết kiệm xăng. Đấy. Đây. Lấy bơm xăng kéo le lẹ đỏ đây. Ok nhá.
này còn mới đẹp lắm. Con này nhìn còn mới đẹp. Đấy, tắt máy. Đấy, nói chung là nhìn gỗ lỗ ok, rất đẹp, vỏ riếc ok. Nói chung là nguyên bản nguyên zin. Đấy. Ok nhá. Đấy. Con này 21cc này, con B3. P3. P phở nhá. Đấy, con này tính cho bác, con này là tính cho bác 600. Đấy. Thì bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện nữa nhá. Tổng về đến nhà có 700 thôi, quá rẻ nhá, lưu ý. Nên này bạn gắn nốt cho hết thôi. Ngon nhá. Đó, ok. Rồi tiếp tục. Em nên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lại nên cho bác một con Echo nhá. Con Echo này khỏe này. Con Echo này công suất nó lên tới 25cc cơ. Đây này bác này. ATB 250 Echo. Đấy, dòng Echo này thì rất là nổi tiếng, bác biết rồi. Made in Japan. Đây, made in Japan này. Đấy. Đấy, đây tay lái tên riêng của nó đây. Đấy. Đây, Echo 250. 25cc nhá, lòng 33 ly. Cái con này thì bên em đã lên cho bác bộ chế gang ngang. Là bộ chế hiện đại nhất bây giờ thôi. Bộ chế thông dụng nhất bây giờ nhá. Đấy, đây, chế gang ngang hai kim luôn. Đấy. Vừa tiết kiệm xăng lại nhạy nổ. Ôi con này quá ngon. Đấy, con này quá ngon nhá. 25cc. Hiệu Echo. Đấy, con này nhìn vỏ viếc cũng đẹp nhá. Nhìn nó cũng được. Ok. Thì con này là đã nên cho bác chế ngang nhá. Đấy, chế ngang. Thì không phải là dạng đơn giản đâu. Đấy, là ok. Con B4. Con này em tính cho bác con này là 1.050.000. 1.050.000. Đấy. Bác thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện nữa nhá. Tổng về đến nhà có 1.150.000 thôi. Đấy, đã nên cho bác chính ngang luôn. Đấy, ok nhá. Rồi tiếp tục này. Em nên cho bác cái con này mới là con sủ dòng VIP đây. Con này nó là cái con Komatsu. Komatsu ở đây nó ghi là 231. AC 231. Đấy, máy này là máy Komatsu nhá. Đấy, thì trong mấy cái máy trong những cái hãng thương hiệu thì có hai thương hiệu là Mitsu và Komatsu là hai dòng đứng đầu. Thì thằng này là Komatsu. Đấy, Komatsu 2003 đấy. Đấy, con này nhìn đẹp luôn. Đây, các bạn nhìn này. Nhìn rất đẹp. Đấy, niên lạc nhé. Bình xăng bình xước nhìn trắng. Đấy, đây, G2003 này. Đấy. Thì con này thì nó xài chế One Brazil nhé. One Brazil ga ngang. Một kim, nguyên bản luôn. Hơi con này quá ngon. Đấy. Máy lại này. Đây. 23cc nhá, nòng 32. Đấy, con này thì ngon này. Vỏ viếc nhìn cũng được. Đấy, ok, đây nguyên bản nó là như này. Bác nào thích lên hai tay cầm lên nên lên cho nhá, lên bình thường. Không vấn đề gì. B5. Con này tính cho bác giá 1.1 triệu. Đấy. 1.1 triệu nhá. Đấy, bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào là ok. Là tổng về nhà có 1.2 triệu thôi. Tiếp tục. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo em lên cho bác con này nhìn bao đẹp này. Con này là con Kyujit nhá. Kyujit đời mới. Máy này thì ngon rồi. Con này nó là cái con Kyujit SGE2350G dòng VIP này. Dòng này dùng cực kỳ ngon. Ổn định. Đấy, mà cái con này hình thức máy nhìn cũng đẹp nhá. Đấy, nhìn cũng đẹp. Đấy, ok. Lại này. Dòng này dòng siêu VIP nhé.
Dòng này dòng siêu siêu ngon đấy. Dòng này đắt. Dòng này mà cái con 26 của nó giá triệu mấy luôn. Đấy. Chứ cái con này là 23 nhá. 23 thì nó rẻ hơn. B6. B6 cái này em tính cho con này tính cho bác 1 triệu nhá. 1 triệu nhá, giá này quá bình dân luôn. Máy quá đẹp. Rồi ok. Tiếp tục nha. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con máy thuộc dòng Honda nhá, Honda GX25 nhá. Con này nó là cái con hàng hàng Honda Thái, hàng xịn nhá. Đấy, hàng xịn nhá. Đấy. Đấy con này tum dài này bác này, tum dài này. Đấy. Tum đấy, Honda. Đây, tem mác đầy đủ rõ ràng cho bác luôn. Con này thì mấy con này thì bên em bao cho bác là chưa bung chưa sửa chữa gì đâu nhá. Đây này. Đấy, ốc điếc còn đẹp đấy. Ok. Đấy Honda. Thì cái con này thì đây, em chặn máy cho bác xem. Không thể có khói gì nhá. Đấy, không có khói gì đâu nhá. Đấy, tắt máy. Đây, hình thức máy đây. Rồi. Đấy, cái con này nó nắp chế mới nhá. Nắp chế mới này. Với cái này nó là cái nó sơ sơn như này nhá. Đấy. Cái con này nó là hàng Thái, Honda Thái. Bảo cho bác là chưa bung, chưa sửa chữa gì. Đấy. Máy thì không thấy có khói nhá. Lưu ý thế. Thế còn bán như video. Đấy, bác tự đánh giá nhá. Giá thì giá rẻ thôi. Con B7. Con này em tính cho bác con này 1 triệu. Đây còn con này bán lốt cho bác 1,4 triệu. Đấy. Ok chưa? Đấy. Thì bác cứ thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Thì em lắp đủ đồ cho. Đấy, là ok. Đấy, tiếp tục này. Mà lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, nó là cái con một con cực kỳ mới nhá. Con này nó con Genoa Komatsu G22. Con này thì công suất là 22cc, nòng 32 luôn, con nòng 32 ni luôn nhá. Cái con này tình trạng còn rất đẹp. Đây bác nhìn đây là một lớp vỏ zin nhá, nó vỏ zin nó còn độ bóng này. Thì bên em chưa xịt bóng gì biết gì đâu nhá. Con này nó còn bô, nó còn nói chung con này mới lắm. Bô đen xì. Đây này. Tem mác này. Đấy. Con này thì nó nổ đây, nghe tiếng máy nó. Con nghe tiếng máy hơi. Máy 22 mà hơi như kiểu 26 luôn. Đấy. Bơm xăng này. Con này bao mới nhá. Các bác nghe tiếng con này phê không? Con này đảm bảo bác là các bác mở bít tông ra vân ngang luôn. Đấy, con này nòng 32 ni nhé bác nhé. Lưu ý là nòng 32 ni hiệu, một thương hiệu rất nổi tiếng là Komatsu. Con này thì đảm bảo cho bác rất mới. Đấy. Cực kỳ mới luôn. Không mới không lấy tiền. Còn ngon á. Đấy này, con B8. Con này tính cho bác 1 triệu nhá. Đấy, giá rất hữu nghị luôn, máy quá mới. Vì con này phải mới 9% ấy, không phải ít đâu. Rồi tiếp tục, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc cái dòng Shinewa. Con này là con Shinewa 260 nhá. Trên đó có shop 260. 4 ốc chốt, đây 4 ốc này. Đấy. Con này xin được con shop nhá. Đấy. Tình trạng còn rất đẹp. Tum nhôm luôn, mà tum nó còn đẹp luôn, tum màu đỏ au. Đấy, thấy không? Đây. Này nó đây nó ghi 2600 này, mày Made in Japan này này. Đấy. Nói chung con này đẹp, con này hình thức máy ok. Đấy, con này thì bên em đã lên cho bác chế hai kim.
là loại chế thông dụng nhất rồi, không thể hơn được, tận lực luôn. Hai sáu cc đây, bốn ốc chốt này, 1 2 3 4 rồi. Rồi ok, đảm bảo con này thì tuyệt vời, nhìn đẹp luôn đấy, không chê được. Con b chín con này dòng này cao tiền nhá, xin được qua shop còn là cao tiền, ăn tính cho bác 1.3 triệu. À con này nên chế ngang rồi, tính chi phí tăng lên, chi phí nó tăng lên nhá. Ví dụ là nên chế ngang này là chi phí tăng lên này. Cái chế zin nó là cái giống kiểu chế bít tông ga ấy. Đấy. Nên chế này là chi phí tăng lên. Nhưng mà thôi thì vẫn tính cho bác 1.3 triệu đi, bán cho nhanh. Bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào nhá. Là ok. Rồi tiếp tục này. Em nên cho bác con tiếp theo. Cái tiếp theo thì em nên cho bác cái con này nhá. Cái con này thì là một cái con, một trong những cái dòng máy rất là thương hiệu. Ở đây nó ghi là Ryobi nhá. Nhưng mà máy này thực chất của nó là máy côm, máy Mitsu. Mitsu TL231, dòng này VIP. Đấy. Đây. Con này xài chế One Brother tay đỏ. Đây. Mô đen TN231 đấy, bác nhìn nào. Đấy. Con này thì ok, đảm bảo bác rất ngon. Tum liền nhá, nó tum liền nhá. Thì trong các dòng thì dòng Mitsu là đứng đầu. Thì cái thằng này nó là thằng Mitsu này. Mitsu TN231 23 nhá, 23cc. Đấy. Con này quá ngon. Đấy, máy ok. Đấy. Đấy, ok nhá, TL231 nhá, dòng VIP đấy, B10. Con này tính cho bác giá hữu nghị 1.1 triệu. Bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào là ok. Con này có trợ lực luôn. Đấy. Ok, tiếp tục nhá. Em nên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em nên cho bác cái con này, nó là cái con Sinewa. Sinewa này là Sinewa S20. Dòng này thì dùng bền thì bác biết rồi. Này tum nhôm này, đấy, bền lắm. Dòng này thôi dùng khỏi chơi luôn. Cái con này thì bên em cũng đã lên cho bác chế ga ngang 2 kim là loại chế thông dụng nhất rồi. Đấy, dòng này thì chắc chắn là bác phải nên chế rồi, không thể khác được. Đấy. Con này hơi ok đấy. Sinewa S20 nha. Dòng này thì bền. Được rồi, ok. B11. Con này em tính cho bác con này 650. 650 đủ bộ nha, là nên cho bác chế ngang luôn. Này, chế ngang. Đấy. Chế ngang. Hai kim. Đó, ok. Tiếp tục. Em nên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em nên cho bác cái con này là cái con thuộc cái dòng rất là nổi tiếng, nó chính là dòng Mitsu. Mitsu TN23. Con này nó này màu tím than. Đấy, tím than. Con này thì nó xài bộ chế One Brother 2 kim. Đây. One Brother 2 kim nguyên bản nó luôn. Đấy. Đấy, con này tum liền nhá. Đấy, Kazat này. Đấy. TL23 đây, bạn nhìn thấy không? Đấy. Số CG. Đấy, con này thì máy còn rất ok, ốc yếc này. Đấy, đây. Zin nó như này. Thì bác nào lấy thêm nắp thêm cho bác cái tay lái nữa là ok thôi. Đấy. Đấy. Bơm xăng. Em nghe đây. Thank you.
toàn rồi. Mitsu TL23 B12 23cc. Dòng Mitsu, một trong những cái dòng là nổi tiếng nhất rồi. Không thể dòng nào nổi tiếng hơn được nữa rồi. Con này tính cho bác 1,1 triệu. Giá quá hữu nghị nhá. Ok. Tiếp tục, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này. Là một cái con thuộc dòng rất là thương hiệu, đó chính là dòng con Zubi. Zubi là tên thương hiệu đấy nhá. Còn máy này thực chất của nó là máy Komatsu. Komatsu này gọi là Komatsu cô bướm 2002. Nòng 32 ni. Đấy, Komatsu nhá, Komatsu cô bướm đấy. Đấy, nòng 32. Con này thì xài bộ chế siêu VIP là bộ chế Wonderzone ne đỏ tự động. Đấy. Đấy, ok. Con này thì chạy cực kỳ ok rồi, Komatsu mà. Komatsu cô bướm nhá, là dòng đứng đầu rồi. Đây. Cái dòng này thì trợ lực của nó ngon lắm. Đây. Ngon, ok nhá. Con này bao ngon. Này này. Lực ngon lắm. Con này trợ lực thôi này, này. Cứ kéo thôi, không phải dùng lực gì đâu. Con này không phải dùng lực gì, cứ kéo này. Đây nhá, cứ kéo lưng thưng thôi. Đấy, nano rồi. Ngon nhá. Này nòng 32 ni, bao ngon. Đấy. Đấy, ok. Dòng này thì dùng thích lắm này. 32 ni. Con B13. B13 này. Con này em tính cho bác con này 950, được chưa? Tôi tính cho 900 đi, bán cho nó nhanh. Đấy, bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào là ok. Tổng bên nhà có 1 triệu, có rẻ nha. Đấy, ok. Tiếp tục, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này là một cái con cũng là thuộc dòng máy rất là thương hiệu. Nó chính là cái dòng cô Mitsu TN23. Nhưng mà cái con này nó tung rời cơ. Nó hay ở chỗ nó có tung rời. 4 ốc chốt. 1, 2, 3, 4. Thì bác nào lấy thì cái đầu này nó có thể là bác tháo ra gắn xịt thuốc là ok này. Đấy. Đấy. Nó màu vàng nhé. Này màu vàng. Màu vàng là kiểu Zubi đấy. Đấy TL23 đây. Đấy răng này hàng xịn nhé. Con này thì cũng xài bộ chế Wonderzone ne đỏ. Wonderzone 2 kim. 1 kim, 2 kim. Bộ chế này là bộ chế gọi là VIP nhất rồi. Không còn loại nào có thể vượt qua luôn. Đây nguyên bản nó là như này luôn. Đấy. Rồi. TN23 nhá. Hơi ngon đấy. Cái này nó đang bị ấy lên đây bác này. Cái này mai em vặn chặt vào cho bác này. Đang bị cái này đang bị nên. Đấy, ok nhá. Con này máy thì ngon đấy. Rồi. Hơi chắc nhá. TL23 Mitsu tung rời luôn. Đấy con này hay ở chỗ nó cái tung rời. Đấy. Thì đương nhiên là tung rời nó phải đắt hơn tung liền là đúng rồi. B14. Con này tính cho bác giá hữu nghị nhá. 1,2 triệu. Đấy. Bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà có 1,3 triệu và đồng Mitsu. Bao cho bác là nguyên bản nguyên zin, chưa bung, chưa có sửa chữa gì. Đấy, ok. Tiếp tục, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác con này nhìn rất mượt nhá. Con này nó là con Mazu. Mazu 20cc, con này nòng 30 ni. 30 ni. Con này thứ nhất là nhìn bình xăng còn rất trắng, bình xăng còn rất trắng. Thứ hai nhìn vỏ rất đẹp. Vỏ đẹp, ok. Tay ga bóp cho bác luôn. Ga bóp xịn sò. Đấy, con này dây giật còn trắng nhá, dây giật còn trắng phong luôn. Đây. Đây, hơi chắc. Đấy. Nói chung là ok. Con này đẹp đấy, nhìn đẹp. Con này hơi chắc, khỏe. Hồi này bác chê sao được. Rồi, ok nhá.
Mazu nhé, Mazu 20, nòng 30 ni, Mazu sắc lớn, ra ngoài dùng ngon lắm này, ga bóp hệ luôn. Đấy. Con này nhìn còn đẹp nhé, nhìn còn mới đẹp ấy. Đấy. Ok, dòng Mazu này dùng thì bao bền rồi, đã biết rồi. Con B15, B15 nhé, con này đẹp ấy, B15. Con này tính cho bác con này 900k. Đấy. Tính cho 850 đi, bán cho nó nhanh, 850. Đấy, B15. B16 đây. B16 thì em lên cho bác cái con này, nó là cũng là một con thuộc dòng Komatsu. Nhưng mà cái con này nó là Komatsu 20. Là máy 20. Komatsu 20 thì con này thì trọng lượng nó nhỏ nhẹ này. Máy 20 nòng 30 ly. 30 ly, dòng Komatsu luôn, Komatsu cô bướm luôn. Đấy. Dòng này thì dùng ngon, cứ nói chung là cứ Komatsu là ngon. Đấy, con này thì là dòng VIP rồi. Komatsu 20. Con này ok. Rồi. Komatsu. Máy nó là một dòng máy đứng đầu rồi. Đấy, Komatsu nhá. Komatsu 20, dòng máy đứng đầu. Đó thì còn. Con này là con B16. Con này tính cho các giá hữu nghị nhá, 850. Giá hữu nghị. Chứ con này giá cao. Bình thường các bác mua nó phải tầm trên triệu hết, không thể rẻ hơn được. Tiếp tục, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con này là thuộc dòng Mazu nhé, Mazu bầu 23cc. Con này 23cc, nòng 32 này. Nhưng mà dòng này là Mazu bầu sắc lớn, hay là gọi là Mazu sắc lớn là nó đấy. Dòng này thì ưu điểm nó nổ rất là đanh, ngon. Đây, 23 này, củ tum lớn này, đấy. Nói chung là dòng này thì ngon rồi. Đấy, bác nào lấy thì mày vệ sinh sạch sẽ cho. Mày xịt bóng thì biết và nhìn khác hẳn luôn. Đấy, con này thì dòng này đi nổ đanh. Nghe sướng lắm. Con này trợ lực luôn. Trợ lực luôn nhá. Quá ngon, con này nó đủ đánh dã man. Ý, con này hồi tốt lắm. Trợ lực nhá. Đấy, thấy không? 23cc, nòng 32. Nhà mày Mazu bầu sắc lớn. Đấy. Con này dùng trôi rồi. B16, B17. Con này em tính cho bác giá hữu nghị nhá. Giá hữu nghị là 900. Đấy, 900. Tính cho 850 đi bán cho nhanh. 850. Đấy. Ok. Thì bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện thôi nhá. Tổng về đến nhà có 950 thôi. Máy thì bao ngon. Rồi tiếp tục. B18 này. B18 thì lên cho bác cái con này, nó một cái con thuộc dòng rất là thương hiệu. Nó chính là dòng Komatsu, Komatsu Kom 2003 nhá. Đấy, con này thì vỏ viếc thì nó hơi bị dính sơn, nhưng mà cái này mình có thể về mình đánh xăng là hết đi nhá. Nên cái này là dính sơn này. Đấy. Cậy đi là hết. Con này vỏ viếc nhìn đẹp. Bị trăng nhìn trắng này. Đấy. Thì con này xài bộ chế One Brazil nguyên bản 1 kim. Đấy, nguyên bản 1 kim. Đây con này màu hồng rất đẹp đây này, con này. Đấy. Nó chỉ bị dính sơn thôi. Chứ con máy của nó thì ok. Máy bao ngon. Máy tuyệt vời lắm. Đây này. Komatsu nhá, 2003. Đấy, hơi ngon lắm. Phục. Quá ngon. Rồi. Cái này vỏ viết cũng đẹp luôn. Cái này mình về mình chịu khó đánh ít sơn thì là đẹp nhá. Đấy.
đánh sơn nó đi cho nó đỡ nem nhem là đẹp. Còn là B18, dòng này thì cao tiền rồi, cần tính cho bác 1,1 triệu. Đấy. 1,1 triệu nhá, lỗ ok rồi, lắp đủ đồ cho bác. Tiếp tục B19. B19 thì nên cho bác tiếp theo là một con thuộc dòng Mazu nhá. Mazu này Mazu 23 lòng 32. Anh đi, con này thì bác nào lấy may vệ sinh sạch sẽ cho, nhìn nó đẹp. Chứ còn máy của nó thì nhìn cũng còn được. Đấy, vỏ kia cũng còn ok. Đấy. Thì đây thì là ok cho bác nhé. Đấy. Đấy, máy ok đấy, trợ lực luôn, trắng này. Đấy. Đấy. Con này là Mazu 23 lòng 32 B19. Con này tính cho bác giá hữu nghị 800 đi, bán nốt cho hết. Nhờ. B20 này, 20 thì còn thời gian thì lên cho bác ít cái mấy cái đầu máy. Đầu máy này thì đây có cái đầu máy này là nổ ok ngon lành hết rồi này bác này. Đây, cái đầu này là đầu TD18 cho bác về gắn xịt thuốc này, bao ngon luôn. Bố dày cui, giờ 54, dày cui luôn. Cái con này thì đã lên cho bác chế ngang luôn. Đây chế ngang hai kim này. Chế ngang hai kim, loại chế thông dụng nhất rồi. Đầu này con này gắn xịt thuốc đúng bài luôn. Tung dài tung nhỏ nhá. Hơi quá ngon. Đấy. Đây. Nói chung là máy nổ hết rồi nhá, ngon. Đây. Thôi. Máy 20. Bao ngon nhá. Đấy. Nói chung là bao ngon cho bác về xài luôn thôi, không phải suy nghĩ gì. Con này dòng này thì dùng ngon, B20. Con này nên cho bác chế ngang nguyên cái cụm này đã. Nguyên cái cụm này trở đi là 200.000 này. Đấy. Nếu con máy này cái cục máy tính cho 250 thì cái con này là tính là cục máy này là 450. Đấy. Với tính cho 400 đi. Đấy. 400 rồi về là xài luôn nhá. Đấy, 400. Rồi, tiếp theo này. B21 thì có cái cục máy này là cục máy Trung Quốc này. 26cc lòng 34 ly, cục này là hàng mới chưa xài nhá. Nhưng mà để lâu nó bụi này. Đấy. Này là chưa xài đâu bác nhá. Lưu ý. Hàng 26cc 34 ly. Hàng này dùng ngon này. Đấy, đây máy tây mới cứng này. Chưa xài nhá, thì bác về xài luôn thôi. Thì con này là con B21. Còn một con bán lốt cho bác với mức giá là 500. Đấy. Ok chưa? B21 500. B22 này. 22 có cục này là cái cục máy Kubota. Đây, TH nha, cái này không phải 26 đâu nha, TH23 thôi. Cái vỏ 26 thôi. Như nó là TH23. Nếu có hơi bị vỡ thì vỏ tí đi. Đấy, cấn này. Đấy. Được cái nhà đây nó nhìn như video nhé. Đấy, con này thì hơi thì ngon. Hơi tuyệt vời. Máy chạy chắc. Mỗi tội là nó vỏ của nó là vỏ 26. 26 nhưng hơi vỡ tí. Đấy, còn máy thì ok. Máy bao ngon. Hơi chút. Bao ngon nhé. Êm lắm. Đấy, hơi tốt đấy. Đấy. Con này bao ngon này. Cứ mỗi bác nào về thay cái vỏ 23 vào. Con này được cái tum rời luôn. Đấy, thì con này là con dòng TH này thì cao tiền rồi. TH23 B22. Con này em tính cho bác con này là 650. Đấy. 650 bán như video. Bao ngon. Đây. Đấy. B23. B24 này. B24 nên cho bác cái đầu máy này đẹp này. Đầu máy này là đầu máy nó là hàng Komatsu. Komatsu nhưng mà con này thay lòng mới này là có chữ ở trong lớp nó đóng Genoat này, Genoat Komatsu này. Con này nhưng mà nó thay lòng mới nhé. Thay lòng mới. Đấy. Thay lòng mới loại xịn luôn đấy, chứ không phải là loại vớ vẩn đâu. Thay lòng mới, bít tông mới, như là loại của cũng của Genoat luôn. Đấy. Thế con này coi như là máy mới nhá. Mà cái bộ
bộ phận cơ của nó thì vẫn là máy của Komatsu, nói chung là dùng ngon. Đấy, con này thì là thay nòng mới loại xịn luôn. Đấy. Đấy, nổ ok nhé, bác yên tâm được. Đấy, thì đây, đây của Komatsu đây này, Genoat này, trong lốc đóng Genoat luôn. Đấy, cái nòng này nòng Genoat này, nó chua dòng này dùng ngon. B22, con này cục máy này tính cho các cục thì xem nào, nó tính cho 650. Đấy. Máy nắp chân thấp bơi bố cồn luôn nha. Đấy. Đấy, rồi B22 là B23 à, B23 con này là B23 nhá, B23 chứ không phải B22 đâu, B23 rồi, con này B24 đó. Cái cục tiếp theo là cục của thằng Echo này, Echo 260 đây. 261 luôn chứ không phải 260. Đấy. Cũng Echo. Cục này thì tình trạng là cũng thay lòng mới, bít tông mới nhưng mà loại tốt, xịn. Đấy, còn máy con này như máy mới rồi, chạy ngon, thay lòng mới nhá. Đầu Echo 260 thay lòng mới, bít tông mới và loại ngon, loại xịn. Thôi. Đấy. Thì cứ tính bằng dàn lấy đồ cho bác thôi. Thì con này nó là con B24 tính cho bác con này nguyên nòng 250 rồi. Chế cả cái cục này nữa vào 150 nhá. Là 400 rồi. Mấy cái bộ con này 300 nữa. Đấy. Nếu con tính ít nhất là cũng phải tính nguyên tiền đồ là ít nhất phải 700 rồi. Đấy nha. Đấy ok. Thôi, video đã dài, xin kết thúc video tại đây. Bác mua hàng liên hệ với em theo số là 0973 931 442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.